là một thành phố toàn cầu tiên phong về mọi mặt. New York City mang trong mình nét đa dạng trong sự giao thoa giữa các nền văn hóa đặc trưng, cùng lối kiến trúc xen lẫn giữa cổ kính và hiện đại. Và quận Manhattan, nơi được mệnh danh là trái tim của New York City, được xem là thủ phủ của văn hóa, tài chính, truyền thông và giải trí của thế giới, chính là niềm kiêu hãnh của người dân nơi đây. Mang trong mình khát vọng vươn tới tầm cao mới, hình ảnh của quận Manhattan giờ đây đã được tái hiện một cách trọn vẹn ngay tại thành phố Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến và cũng là thủ phủ của Việt Nam. Đây cũng được xem là nơi phát triển năng động, nhộn nhịp và rộng ràng không kém so với Manhattan tại New York City. Tòa lạc ngay số 21 Lê Văn Lương thuộc khu dân cư sầm uất bậc nhất Hà Nội. Manhattan tự hào khi sở hữu vị trí đắc địa thông suốt mọi cửa ngõ của thành phố. Chính nhịp sống sôi động cùng các tiện ích gần kề đã tạo nên vị thế độc tôn cho dự án. Từ Manhattan, cư dân chỉ cần di chuyển 5,2 km là đến trung tâm thành phố, 5,5 km là đến nhà ga Hà Nội, 27,7 km là đến sân bay Nội Bài, 13 phút đến sân Mỹ Đình, 16 phút đến phố cổ Hà Nội. Là cư dân Manhattan Tower, bên cạnh việc tận hưởng một không gian sống sang trọng bậc nhất, gia chủ còn được hòa mình vào vẻ đẹp xưa cũ cổ kính đậm bản sắc dân tộc như cầu Long Biên, Hồ Hoàn Kiếm, Lăng Miếu Quốc Tử Giám, chùa Một Cột, chứa đựng những giá trị văn hóa kiến trúc tuyệt vời và bền vững mãi mãi cùng thời gian. Các căn hộ tại Manhattan được thiết kế dựa trên cảm hứng hiệu ý gia chủ, tôn vinh tối đa sự thoải mái trong không gian hiện đại phóng khoáng. Hơn thế, toàn bộ quang cảnh thành phố sôi động sẽ tràn vào nhà qua tầm nhìn panorama không giới hạn. Chính điều này sẽ mang đến cho cư dân những trải nghiệm đẳng cấp chỉ có duy nhất tại Manhattan. Không những thế, với thiết kế nội thất sang trọng, tất cả các căn hộ Manhattan Tower đều chứa đựng một phong cách vô cùng hiện đại, nơi tái hiện gần như trọn vẹn lối sống xa hoa của New York City, một thành phố sang trọng bậc nhất thế giới. Manhattan còn mang cả hơi thở truyền thống của người Việt Nam thông qua những chi tiết đặc trưng trong thiết kế, mang đến sự ấm cúng và gần gũi nhằm thể hiện và tôn vinh sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Chính vì lẽ đó, Manhattan có thể được xem là nơi giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, gần gũi và cũng thật kiêu sa. Trong từng góc nhỏ, gia chủ đều có thể cảm nhận bầu không khí năng động và thời thượng. Đến với Manhattan Tower, cư dân sẽ được tận hưởng các dịch vụ tiện ích nội khu tuyệt vời như khu thương mại, khu vui chơi trẻ em, spa, gym. Không chỉ tạo nên một kiệt tác của lối sống hiện đại, hòa nhập cùng với sự phát triển của thế giới ngay tại lòng thủ đô, Manhattan Tower vẫn mang trong mình sứ mệnh cao cả, đó là gìn giữ và lan tỏa những nét đẹp truyền thống tại địa phương cho cư dân của mình. Chính điều đó đã làm nên sự khác biệt độc đáo mà không dự án nào có thể sở hữu được. Manhattan Tower, một nơi đáng sống.